Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay, các tiêu điểm khai cuộc, chung cuộc đặc sắc và mới nhất của các danh thủ đương đại. Trong không khí rộn rã Tết đến xuân về, tôi xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới Tân Sửu với rất nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trong chương trình của buổi tối hôm nay, tôi xin hạnh tiếp tục được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một ván cờ rất hay, hấp dẫn, gay cấn, chất lượng và đỉnh cao đã được diễn ra cách đây 3 năm. Đây là ván cờ được trích ra trong khuôn khổ của giải thi đấu cờ tướng quốc tế Hàn Tín Bôi lần thứ 10, được tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại tỉnh Giang Tô. Trận đấu này là một cuộc gặp gỡ tư hùng rất có duyên ngộ và là một cuộc chiến không thể bỏ qua giữa hai cao thủ nổi tiếng và đứng đầu của hai làng cờ Việt Nam và Trung Quốc. Đó không phải ai khác, chính là ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất, cao thủ sinh năm 1989 và là cao thủ số 1 đương thời của Trung Hoa kỳ nghệ. Trong khi đó, đối thủ của Vương Nhất trong trận tư hùng này chính là Lam Phương công tử Đại Lưu Huynh, cao thủ sinh năm 1990 và là danh thủ số 1 Việt Nam trong rất nhiều năm đã qua. Trước khi diễn ra trận đấu này, thì hai cao thủ cũng đã có duyên gặp gỡ với nhau trong hai lần đại chiến ở hai giải đấu lớn. Năm 2013, Lại Huynh đi tiên đã hòa với Vương Thiên Nhất ở giải thi đấu Hàn Tín Bôi. Và mới nhất vào tháng 9 năm 2018, tức là trước khi diễn ra trận này, thì Vương Nhất và Lại Huynh lại có một dịp so tài khác tại giải thi đấu Bảo Bôi tổ chức tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Và trong trận đấu đó thì Lại Huynh đi tiên và rất đáng tiếc anh đã bỏ lỡ khá nhiều những thời cơ để có thể vượt lên và giành ưu thế và có thể hy vọng chiến thắng trước đối thủ cực mạnh. Đây là lần thứ 3 mà hai bên sẽ phải giáp chiến với nhau. Tuy nhiên, trái với hai lần đấu trước thì ở lần thứ 3 này thì danh thủ số 1 của Trung Quốc là ngoại tinh lai khách Vương Nhất sẽ là người cầm quân đỏ đi tiên. Và đây rõ ràng là một áp lực tâm lý rất nặng nề đè nặng lên vai của Đại Lưu Huynh. Hai kỳ thủ đều đã tham gia thi đấu rất nhiều năm ở giải thi đấu quốc tế Hàn Tín Bôi và họ cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng. Trong năm 2018 đó thì giải đấu quy tụ tới 20 cao thủ đến từ rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Và họ đã chia làm 4 bảng thi đấu, Lại Huynh và Vương Nhất đều đã xuất sắc vượt qua vòng bảng và rất là có duyên với nhau khi họ lại tiếp tục đụng độ nhau ngay vòng đấu tứ kết. Đây là trận đấu trong khuôn khổ của vòng loại trực tiếp, vì vậy cả hai kỳ thủ đều phải gắng hết để vận hết công phu trong một màn quyết đấu sinh tử. Trong ván đấu này, Vương Nhất với lợi thế đi tiên, anh vào trận với sự tập trung cao độ và một sự tự tin để có thể áp chế được đối phương. Và Vương Nhất đã không ngần ngại lập tức tiến trận bằng sở trường khai cục, đó là đòn đánh chấn sơn chi bảo phi tự cuộc đã lừng danh làm lên tên tuổi của ngoại tinh lai khách trong rất nhiều những năm đã qua. Bên đỏ tượng 3 tấn 5. Sau lực cờ tượng 3 tấn 5 của đối phương thì để đối phó với đòn phi tượng hiện nay có rất nhiều những phương án khác nhau. Trong đó có một phương án mà nhiều người rất ưa chuộng và được đại bộ phận các kỳ thủ phong trào và chuyên nghiệp luôn luôn là đem ra nghiên cứu và thực hành trên thực tế, đó chính là đòn đánh tả trung pháo, lấy công bù thủ, lấy cương chống nhu. Đây là đòn đánh mà trước đây rất ít người sử dụng bởi vì người ta theo lý luận cho rằng bên đỏ đã thủ trước công sau, có nghĩa là bày binh một cách cực kỳ rắn chắc. Nếu sử dụng pháo đầu một cách quá khiên cưỡng để tấn công ngại hệ thống phi tượng thì có lẽ sẽ không được đạt được hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên, cùng với thời gian thì lý luận cờ tướng đã được nâng tầm và đặc biệt là đã có sự hỗ trợ của công nghệ software, cho nên những đòn đánh tả trung pháo đối phi tượng sẽ là những đòn đánh rất hiện đại và mang tính chất đối kháng vô cùng là tích cực dành cho bên Lý Hậu. Đại Lưu Huynh là một người rất thiện nghệ về loại hình khai cuộc. Sau lúc cờ này, bên đỏ đã quyết định tấn công một cách rất hài hòa và nhịp nhàng theo những gì bài bản trong các sách cờ. Bên đỏ mã 2 tấn 3, bên đen binh 7 tấn 1, bên đỏ binh 7 tấn 1, bên đen mã 8 tấn 7, bên đỏ mã 8 tấn 7, bên đen xe 9 bình 8, bên đỏ xe 1 bình 2. Sau đó hai bên hình thành lên một thế giáp công, đó là bình phong mã tiên thủ đối phó với cả ngũ thất pháo của đối phương. Trận hình này là trận hình mà hầu như các bạn đã từng gặp và đã từng xem rất nhiều những danh thủ thi đấu trên thực tế ở các giải đấu lớn nhỏ đã qua. Lướt cờ mã 7 tấn 6 được coi là một lướt cờ vô cùng là hiệu quả và tích cực dành cho bên Lý Hậu để có thể xông lên tiền tuyến và đoạt lấy tốt đầu, cướp lấy tiên thủ, đồng thời dựng được một công thế khá là vững chắc để đánh ngược lại thế trận bình phong mã cực kỳ là rắn giỏi đến từ hệ thống phi tượng của đối phương. Đến đây thì bên đỏ sẽ có 3 lựa chọn trên thực tế.
Ngoài nước cờ mà Vương Nhất đi trong thực chiến này, đó là C4 tấn 5 ra, thì bên đỏ còn có thể có hai phương án khác cũng được nghiên cứu rất kỹ, đó là sĩ 6 tấn 5 và pháo 2 tấn 1. Thì ở đây chúng ta hãy xem Vương Nhất sẽ áp dụng đòn đánh với biến hóa sĩ 4 tấn 5 như thế nào. Thực chiến bên đỏ đi nước cờ sĩ 4 tấn 5 để chờ xem đối thủ đi đâu. Đến đây thì bên đỏ cho rằng là bên đen có thể đột phá vào ngay trung lộ, nước cờ sĩ 4 tấn 5 là một nước cờ củng cố hết sức là chuẩn xác để chờ đợi chiến cơ. Đến đây thì Lại Huynh suy nghĩ và danh thủ Việt Nam đã gây ra một chút bất ngờ khi anh ta đã không đi nước cờ mã 6 tấn 5 như dự liệu của ngoại tinh nai khách, mà thay vào đó là phương án xe 8 tấn 6, một thủ pháp tiến xe rất chiến lược để phong tỏa cánh phải của bên đỏ. Đây là nước cờ làm hạn chế tầm hoạt động của quân lực bên đỏ và khiến cho bên đỏ sẽ phải loay hoay sử dụng quân lực cánh trái để tung vào trận. Nếu như Lạnh Huynh mà thay đổi nước đi, anh ta có thể thẳng tiến bằng thủ pháp mã 6 tấn 5 quen thuộc, thì khi đó hai bên sẽ dàn trận theo một lối rất là hay gặp, đó là thủ pháp phân pháo ra biên để mời đấu xoe và hai bên sẽ đấu xe ngay. Sau nước cờ đấu xe này thì bên đen tất nhiên sẽ khởi động cánh quân ở lộ phải, bên đỏ cũng phải tranh thủ thời cơ xuất động xe. Hai bên đã tạo ra một thế giáp trận mới. Hình đồ này là hình đồ mà sẽ có một sự đối kháng rất là mạnh. Một bên thì phong tỏa được một cánh của đối phương, nhưng một bên thì lại có pháo đầu đóng chặt và đặc biệt là hơn binh lăng. Nói chung tình hình này là một tình hình rất là phức tạp và khó đoán. Trở lại với cả thực chiến của trận chiến tại giải Hàn Tín Bôi năm 2018, và đây cũng là cuộc gặp gỡ thương hùng thứ 3 giữa Lại Huynh và Vương Nhất. Đây là trận đấu mà thu hút được mọi sự yêu mến, quan tâm, dõi theo của giới chuyên môn và người hâm mộ. Và ai cũng muốn xem Lại Huynh đi hậu sẽ đỡ như nào trước những đợt tấn công cực kỳ là nhịp nhàng, tinh tế và đầy những sự công kích của Vương Thiên Nhất. Sau lúc đi xe 8 tấn 6 của đối phương, Vương Nhất sẽ phải trầm ngâm suy nghĩ và anh ta đã quyết định là đi nước cờ đổi quân. Và thủ pháp tiếp theo đó là xe 2 bình 4, một nước cờ khá nhanh nhẹn và chính xác. Đây là nước cờ vừa tránh được việc đối phương cô lập cánh quân lộ phải của mình, đó là xe pháo mã, mà đồng thời là đang trực tiếp đổi lấy quân chiến của bên đen. Và nếu bên đỏ ăn pháo thì bên đen cũng sẽ chết lại mã. Và quan trọng hơn là con xe lộ 4 của bên đỏ có thể vươn xa và tạo ra một thế tấn công khá là hung hiểm về chiến tuyến của bên đen. Lúc này đây, Lại Huynh quyết định suy nghĩ, và trên thực tế thì danh thủ Việt Nam đã đi nước cờ xe 8 tấn 1 để có thể ăn pháo và đổi quân với đối thủ. Nếu như bên đen mà thay đổi nước đi, không dùng nước cờ xe 8 tấn 1 mà dùng thủ pháp chạy mã 6 tấn 5 ăn thẳng vào tốt đầu với hy vọng là đổi quân, thì khi đó bên đỏ sẽ có thời cơ dùng mã đổi mã, sau đó có thủ pháp tấn xe lên bắt pháo rất kịp thời. Kể cả cho bên đen có lùi binh thì bên đỏ cũng sẽ lao mã tới và áp chế trận địa rất nhanh. Các bạn thấy rằng ở hình đồ này bên đen sẽ bộc lộ một điểm yếu chết người, đó là trung lộ khá mỏng và con pháo đầu này rất khó có chỗ đứng một cách ổn định. Con tốt đầu này rất dễ lỏng và dễ bị đối phương khai thác. Và giả sử bên đen có củng cố thì bên đỏ cũng sẽ có thời cơ làm khó bên đen, sau đó sẽ vận quân một cách rất là đều đặn. Hình đồ này là hình đồ lợi thế dành cho bên đỏ. Như vậy là Đại Huynh cũng đã có nước cờ cũng khá là kịp thời, đó là đổi quân. Và tất nhiên Vương Nhất sẽ phải xe 4 tấn 5. Sau đó Lại Huynh suy nghĩ và quyết định đi một phương án đối kháng cũng rất mãnh liệt và quyết đoán, đó là thủ pháp phân pháo ra biên, một đường cờ chuyển quân rất linh hoạt. Bởi vì anh ta tính rằng là sau khi đã đẩy được đối phương di chuyển con xe cánh phải ra khỏi cái vị trí hậu cứ, thì rõ ràng là cánh phải của bên đỏ đã có sự sơ hở. Bên đen sẽ lợi dụng tình huống xe đang khống chế mã để có thể chuyển pháo đánh cánh, chuẩn bị tư thế pháo 9 tấn 4 rồi giáp công bằng hệ thống xe pháo ở mặt bên cực kỳ là nguy hiểm. Đến đây thì Vương Nhất buộc phải cố gắng để hạn chế cái tầm sát thương cánh bên của bên đen. Và lúc đi chuẩn xác nhất trong bối cảnh này, Vương Nhất đã tung ra đó là đòn đánh xe 4 tấn 1, một thủ pháp tiến xe lên để chuẩn bị ăn qua đường biên để có thể phòng ngự nước cờ pháo vật biên của bên đối thủ. Ngoài ra nước cờ này còn có tác dụng đó là nhằm thẳng vào trung lộ, điểm yếu là con tốt đầu đang vô căn để có thể đánh phá và sau này chuyển về tàn sẽ rất là lợi thế. Để đối phó với lớp cờ xe 4 tấn 1 của đối phương thì bên đen quyết định vẫn giữ lại cái cơ hội để tấn công đường biên, bảo lưu quan điểm là phản kích dữ dội vào cánh phải của đối phương bằng nước đi binh 9 tấn 1 để chờ đợi chiến cơ. Lớp cờ này là lớp cờ phục vụ cho mục đích sau này pháo 9 tấn 4 và con pháo này sẽ không bị truy sát.
Và tất nhiên đến đây thì bên đỏ sẽ thừa thế để lập tức xem 4 bình 5 chém tốt chiếu tướng, chiếm được một lợi thế nhỏ. Bên đen tượng 3 tấn 5, bên đỏ lúc này buộc phải đi lực cờ xe 5 bình 1. Đó là lực cờ gần như bắt buộc. Nếu như bên đỏ mà tham lam mà thay đổi những nước đi khác thì sẽ bị đối phương pháo 9 tấn 4 cực kỳ là hung hãn. Khi đó quân lực bên đỏ chưa kịp làm gì bên đen thì đã đứng trước nguy cơ bị đối phương quấy phá rất là nghiêm trọng ở cánh phải. Và tình hình đó là tình hình rất có lợi dành cho Lại Lý Huynh. Trở lại với thực chiến, sau lúc cờ xe 5 bình 1 chấp nhận là bám pháo chờ thời của Vương Nhất, đến đây đến lượt bên đen sẽ là người khai thông nước đánh. Và Lại Huynh vẫn đang cố tình và gây áp lực vào cánh phải của đối phương. Và anh ta đã đi lướt cờ pháo 3 thoái 1 khá là thú vị và tinh tế. Lướt cờ này có tác dụng để chuẩn bị chuyển con pháo ở vị trí cánh phải bình sang cánh trái, tiếp ứng đuổi xe và sau đó sẽ hỗ trợ cho mặt trận tấn công ở cánh bên của bên mình. Rõ ràng Lại Huynh đang mưu đồ là phản kích vào lộ phải của bên Vương Tiến Nhất. Và ngoài lướt đi pháo 3 thoái 1 đấy ra, nếu bên đen thay bằng thủ pháp đó là mã 2 tấn 4 và chuyển mã quỳ để có thể giữ chặt con tốt của đối phương, nhưng nó lại sẽ vô tình làm hỏng đi kế hoạch có thể chuyển cây đánh cánh của danh thủ Việt Nam. Wow. Như vậy thì bên đỏ người ta sẽ không phải lo lắng cái việc là đối phương có thể đánh úp bất kỳ nào. Danh thủ của Vương Nhất của Trung Quốc có thể dễ dàng triển khai bằng nước đi xe 9 tấn 1 tấn xe để đưa quân chủ lực mình vào mặt trận, sau đó sẽ tấn công cách từ từ. Hình đồ này là hình đồ theo hướng phát triển thì nhiều khả năng là bên đỏ sẽ có lợi thế về tàn hơn so với cả bên đen. Cụ thể như sau: bên đen sẽ quyết định mở binh 3 để chuẩn bị lừa đối phương ăn tốt lên, sau đó quật pháo xuống tượng chiếu tướng và ăn lời con tượng của đối phương. Thì bên đỏ vẫn sẽ bất chấp kế hoạch như vậy và sẽ đóng ngược lại pháo đầu và hai bên sẽ lừa thế nhau. Đến đây thì có lẽ là chuyển tàn, nhưng cờ tàn hình này hình mà hai xe của bên đỏ xuất động đẹp hơn so với cả đối phương. Đồng thời con mã chiến trên hà của Vương Nhất cũng sẽ đẹp hơn so với con mã quải giác của bên Lại Huynh. Và hình đồ này là hình đồ có lợi dành cho Vương Tiến Nhất. Như vậy các bạn thấy rằng là lướt cờ pháo 3 thoái 1 của Lại Huynh là một lướt cờ có ý tưởng rất độc đáo, mới mẻ, thú vị và có một tính năng hiệu quả rất cao. Nó khiến cho Vương Nhất sẽ phải trầm ngâm và đăm chiêu suy nghĩ hơn. Và Lại Huynh đã rất khéo léo không lên mã để cố gắng mở đường chuyển pháo tấn công. Đây là một thủ pháp được đánh giá là rất tích cực. Và đường cờ này là đường cờ mà khiến cho ngoại tình này khách sẽ phải khá đau đầu để đối phó trên thực tế. Sau lúc cờ pháo 3 thoái 1 của đối phương, Vương Đình Nhất lúc này bắt đầu mới nghĩ cách để tấn công luôn bằng thủ pháp mã 8 tấn 7, lao mã tới để ăn tốt và tìm đường là thông cây. Và đồng thời sau này cố gắng mở xe sớm hơn đối thủ. Vâng, từ lúc thời điểm này trở đi thì các bạn thấy rằng Vương Nhất biết chắc là Lại Huynh sẽ tấn công ở đường cánh, cho nên anh ta cố gắng dồn cây vào trung lộ để có thể mở mặt trận tấn công vào lộ 5 cũng khá là dữ dội. Hai bên sẽ đua đòn công sát với nhau trong bối cảnh diễn ra cực kỳ là kịch tính. Đến đây thì chắc chắn là Lại Huynh sẽ không bỏ lỡ thời cơ, lập tức pháo 3 bình 9 kích xe, sau đó sẽ đuổi được con xe của đối phương ra khỏi vị trí phong tỏa. Và các bạn thấy rằng sau lúc cờ này thì bên đen đã chiếm được đường biên lộ phải của bên đỏ và sẵn sàng tư thế lúc nào cũng pháo 9 tấn 4 ăn tốt rồi đâm pháo xuống đáy dọa chiếu rút liên hoàn. Sau thủ pháp này thì đến lượt Lại Huynh đi. Lúc này Lại Huynh lại phải suy nghĩ, sau khi Vương Nhất đi lướt cờ xe 1 bình 4, một lướt cờ phòng ngự kịp thời vừa vặn và chính xác. Đây là một thủ pháp rất là tinh tế, lợi công lợi thủ dành cho bên đỏ. Tại sao lại như vậy? Và lướt cờ này ngoài mục đích là giữ mặt tướng ra, nó còn có một tác dụng khác, đó là chuẩn bị xe 4 tấn 2 tấn xe kẹp cừu để cản mắt tượng, sau đó sẽ đưa con mã của mình lao vào trung lộ và mở một mặt trận tấn công cực kỳ hung hiểm. Và khi bên đỏ mà có thời cơ, lập tức bên đỏ sẽ bỏ con mã cánh phải ngay, dâng pháo lên quá hà và sau đó đóng vào đầu, tạo thành thế pháo đầu đóng chặt cực kỳ là uy lực. Và lướt cờ này còn giúp cho bên đỏ thuận lợi sau này có thể tướng làm bình 4 ngự giá tân trinh và thoát được những cái đường chiếu hiểm hóc của bên Lại Huynh, một đường cờ mà có quá nhiều tác dụng của ngoại tình này khách. Đến đây thì Lại Huynh lại phải đau đầu để đối phó với cái thủ pháp tiếp theo, đó là tấn xe kẹp cừu của bên đối thủ. Và danh thủ Việt Nam đã quyết định đi lướt cờ đó là mã 2 tấn 1 với hy vọng là đổi lấy con mã chiến rất là hung hiểm của đối phương. Nếu như bên đỏ mà lon tay đổi mã chiến này thì rõ ràng bên đen không những đã thăng xe lên trợ chiến mà hoàn toàn từ đó trở đi bên đen sẽ không phải lo lắng những cái mối nguy gọi là tiềm tàng do bên đỏ dàn quân đánh trước. Và đây là một thủ pháp và đổi quân nhưng mà cố gắng là giảm bớt áp lực khá là hay của Lại Huynh. Nếu như bên Lại Huynh
mà cố tình đi lướt cờ pháo trinh tấn 4 với hy vọng là tấn công trước, thì khi đó bên đỏ sẽ có thời cơ đâm xe xuống cửu, dọa đánh tượng ngũ, buộc đối phương phải nghĩ cách để đối phó. Giả sử như bên đen không muốn đối đầu, không muốn đỡ mà tiếp tục tấn công với hy vọng là chiếu rút, thì đối phương sẽ lợi dụng tình huống tướng 5 bình 4 đang dọa ăn sĩ, buộc bên đen phải lên sĩ, sau đó thủ pháp mã 7 tấn 5. Đến đây kể cả bên đen có cố sức phòng ngự thì bên đỏ chỉ cần là dâng pháo lên hà, sau đó đóng vào đầu là lập tức tạo ra sát công cực kỳ uy lực. Chưa kể có xe lộ 9 có thể bình qua để tiếp ứng bất kỳ nào. Hình đồ này là hình đồ mà lại huynh hơn quân mà không thể nào đỡ được, và chiến thắng chẳng sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ngoại tinh này khách. Cho nên là trên thực tế ở lướt cờ 14, danh thủ lại huynh đã đi lướt cờ mã 2 tấn 1 khá là hay, khiến cho bên đỏ buộc lòng phải rút lui. Bởi theo phân tích, nếu như đấu mất con mã chiến này thì lực quân của bên đỏ sẽ không đủ, và bên đỏ còn phải phòng ngự con mã thủ lộ 3 rất là mệt mỏi. Cho nên lại huynh đi lướt cờ đó đã buộc cho bên đỏ chấp nhận phải rút, phải lui binh. Tuy nhiên sau lực cờ lui binh này thì bên đỏ lại phải rất cần, bên đen lại phải cẩn thận với những lực cờ chiếu tướng của đối phương, và lại huynh quyết định sĩ 4 tấn 5 để củng cố mặt trận từ xa và đồng thời mở đường cho xe của mình có thể thông vào mặt trận. Đây là một thủ pháp khá hay của lại huynh. Đến đây các bạn thấy là sau phần khai cuộc thì danh thủ số 1 của làng cờ Việt Nam là Lam Phương công tử lại huynh, và quả nhiên là danh bất hư truyền, không hổ danh là vua khai cuộc của cờ tướng Việt Nam đương đại. Anh đã có những đường cờ đối phó hết sức là chuẩn chỉ, chính xác, tích cực và hiệu quả trước ngoại tinh lai khách phương nhất, cao thủ số 1 đương thời của Trung Hoa kỳ nghệ. Sau khi đối phương chỉnh hình sĩ 4 tấn 5 để củng cố trận địa để chờ cơ hội mới, thì Vương Nhất cũng suy nghĩ và cũng đã đi một lướt cờ rất là hay và tinh tế. Đây là một lướt cờ mà làm cho lại huynh đã không thể ngờ được, đó là thủ pháp binh 7 tấn 1 vượt sông. Lướt cờ này hay ở điểm nào? Lướt cờ này hay ở điểm đó là nó đưa một bên đỏ đưa một con tốt qua sông để khống chế đường lên của mã, đồng thời là có thể mở đường sau này cho con mã của mình có thể rút về lộ 7 một cách an toàn, bảo vệ quân lực của mình, và quan trọng hơn đó là mở đường cho con pháo lộ 8 của bên đỏ sau này có thể thăng lên hà và có tư thế là phản nhập trung pháo rất là lợi hại. Nói chung đây là một thủ pháp dọn đường của Vương Nhất, nhưng là một lướt cờ rất là tinh tế, thể hiện một bản lĩnh cao cường trong những cái phút giây mà hai bên đang đại chiến rất gay gắt. Tình thế là cực kỳ phức tạp và giằng co, chưa biết ai có thể chiến thắng trong trận đấu này. Như vậy các bạn thấy rằng là sau khi đối phương đi lướt cờ binh 7 tấn 1 thì lại huynh đã có cơ hội để xuất xe, và lại huynh đã không bỏ lỡ thời cơ lập tức đi lướt cờ xe 1 bình 2 để có thể bắt xe trong bắt pháo trong bối cảnh này. Đến đây thì chắc chắn là Vương Nhất sẽ phải trốn pháo rồi, lập tức đi lướt cờ pháo 8 bình 6. Đến đây thì tiếp tục bên đen đi. Và tình huống lúc này là hai bên đang đứng trong một cái trận hình vô cùng là xô sát và máu lửa, và mỗi bên đều chiếm giữ một lợi thế. Bên đỏ thì có một tốt qua sông và hệ thống xe mã rất là tuần tự tiến công, đang chuẩn bị tư thế rình rập tấn pháo lên hà rồi đóng vào đầu, tạo ra thế tấn công rực lửa ở phần trung lộ. Còn bên đen thì đã đuổi được xe đường biên và yểm trợ cho pháo của mình xuất kích, chuẩn bị tư thế là hạ tuyến đáy, sau đó sẽ lao lên và đánh phá một cách dữ dội vào cánh phải của bên Vương Thiên Nhất. Vậy thì lại huynh sẽ xử lý như nào? Và đây là một trận đấu so đọ chung cuộc hết sức là hay và hấp dẫn, và nội công hai bên đã phát ra và sát khí đã lan tỏa bàn cờ. Đến đây bên nào xử lý chính xác hơn, tinh tế hơn và khéo léo hơn, bên đấy sẽ có nhiều cơ hội để chiến thắng hơn trong ván cờ này. Và cuộc giáp chiến lần thứ 3 trong những cuộc so đọ giữa hai cao thủ nổi tiếng được coi là Việt Trung đệ nhất anh hùng sẽ vô cùng là khó đoán. Tuy nhiên lại thêm một sự đáng tiếc nữa đến từ lại huynh trong bối cảnh mà danh thủ Việt Nam đã có cơ hội trước danh thủ của Trung Quốc. Trên thực chiến thì danh thủ lại huynh đã đi khá nhanh nước cờ đó là xe 2 tấn 5, với ý định là chuyển con xe của mình rất là mạnh, chuyển sang tập kích ở cánh phải của đối phương, hình thành lên thế tứ tử đồng biên hai xe hai pháo, thì chắc là danh thủ bên đỏ sẽ rất là khó đỡ. Tuy nhiên nước cờ này là nước cờ hơi chậm nhịp so với cả tình hình diễn biến của cuộc cờ. Lúc này đòi hỏi phải khẩn trương hơn, bởi theo binh pháp đã có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là binh quý thần tốc, ai nắm bắt được thời cơ một cách chuẩn xác nhất bên đấy sẽ là người chiếm giữ được địa lợi và có cơ hội để chiến thắng sau cùng. Lẽ ra ở tình huống này lại huynh lên phát động tấn công luôn, không lên đi lướt cờ xe 2 tấn 5 một cách khá là thừa thãi và chậm nhịp. Anh ta có thể tấn công luôn bằng thủ pháp pháo 9 tấn 4, hút pháo đường biên và đua đòn công sát với cả đối thủ. Kể cả cho bên đỏ là Vương Nhất có đi lướt cờ pháo 6 tấn 2 tấn pháo phế mã để chuẩn bị chuyển vào đầu, thì bên đen cũng sẽ tấn công luôn, ăn mã
chấp nhận đối công và hai bên sẽ đối công gay gắt trong tình huống này. Đây là tình huống mà Vương Thiên Nhất kể cả đang có thế sát rất mạnh nhưng bên đen vẫn rất đông quân và hoàn toàn có thể đỡ được. Một bên thì kém cây được thế, một bên thì hơn cây nhưng cũng không phải là quá sức mẻ. Và nói chung bối cảnh này là bối cảnh mà nhiều người tin tưởng vào năng lực xử lý chung cuộc của Lại Huynh để có thể đứng vững trước các đợt sóng gió đến từ lối chơi rất là dũng mãnh và sát công của ngoại tình này khách. Tình huống này là tình huống cũng rất đau đầu dành cho Vương Thiên Nhất. Như vậy là Lại Huynh đã bỏ lỡ một thời cơ rất là tốt để có thể ra tay đánh trước và tiện hạ thủ vi cường trước đối phương. Trở lại với cuộc cờ sau thủ pháp khá chậm của bên đen, đó là xe 2 tấn 5, thì bên đỏ đã ngay lập tức thoái mã cắt bứt sự liên lạc của hai xe. Đây là lức cờ gần như bắt buộc của bên Vương Thiên Nhất, bởi vì lức cờ này mà Vương Nhất không đi thì để cho đối phương chuyển xe sang cánh, rõ ràng tập kết tứ tử đồng biên, Vương Thiên Nhất rất dễ thua. Và đây cũng chính là mục đích của việc Vương Nhất đã nhường đường đấm binh 7 trước đó, mở cơ hội cho con mã có thể thoái lui về tuyến sau, bảo vệ cho hành lang cánh trái của bên mình. Và sau thủ pháp này thì đến lượt bên đen đi. Lúc này đây thì bên đen mới bắt đầu nghĩ cách pháo 9 tấn 4 để chuẩn bị tấn pháo đường biên và dọa lức cờ chiếu rút. Đây là thủ pháp gần như bắt buộc của Lại Huynh trong bối cảnh hai bên đang dàn trận để chuẩn bị sinh tử với nhau một phen. Và lức cờ gần như là tích cực nhất và đáng đi nhất của Lại Huynh. Sau thủ pháp này thì đến lượt bên đỏ đi. Và thời cơ đã đến và bên đỏ không hề muốn chậm chân một chút nào. Với một nhãn quan chiến thuật vô cùng là sắc sảo và thiên tài của mình thì ngoại tình này khách đã quyết định khí mã tranh tiên, lập tức đi lực cờ pháo 6 tấn 2 thăng pháo tuần hà để trợ chiến bắt xe và tìm cơ hội để pháo 6 bình 5 phản nhập trung pháo, tạo ra một thế công rất là hung hiểm dành cho bên đen. Và sau lực cờ này thì rõ ràng là chiến tuyến đã được chia đôi ngả, một bên đánh cánh và một bên đánh trung lộ đã nhìn thấy rõ. Đến đây thì Lại Huynh tiếp tục phải đỡ lực cờ pháo 6 tấn 2 của đối phương. Và thực chiến Lại Huynh lại tiếp tục mắc một nước sai lầm nữa, và sai lầm lối tiết sai lầm làm cho Vương Nhất đã có cơ hội để có thể túm được sơ hở và khai thác rất nhanh. Lực cờ này là lực cờ tấn xe xuống cửu, nhìn sơ qua tưởng như là rất hay để chuẩn bị hỗ trợ cho việc tấn công của mặt trận cánh bên, tức là tạo ra thế gọi là tả hữu giáp công. Và Lại Huynh đang muốn áp dụng đòn đánh gọi là song long kẹp cổ, lưỡng hổ hàm thi để tấn xuống hàng cửu đối phương và dọa công sát trước. Tuy nhiên nước cờ này nó lại không mang tính chất tích cực về mặt phòng ngự, và lại Lý Huynh đã đánh giá khá lạc quan về hình đồ của mình mà không chú ý lắm về sự nguy hiểm mà Vương Nhất đang từ từ để có thể tạo dựng. Và Vương Nhất là kỳ thủ nổi tiếng là đọc trận đấu rất hay, anh ta có thể nhìn quan sát trận địa và có thể đoán định được bên nào đang mạnh, bên nào đang yếu và có thể khoan sâu vào cái vị trí đó của đối phương. Và thay vì nước cờ xe 2 tấn 3, Vương Nhất Lại Huynh lên đi lức cờ xe 2 thoái 3, vẫn bảo lưu quan điểm là thủ trước đã thì bên đen sẽ có cơ hội hơn. Lúc này đây thì bên đỏ kể cả có đóng pháo đầu thì thực chiến thì bên đen vẫn ăn mã và hai bên tiếp tục giáp công. Hình cờ giáp công này thì bên đen vẫn kịp thời bình xe để giữ mặt lộ 4 của bên mình, và bên đỏ chưa có cơ hội để có thể sát luôn. Nói chung tình huống này là tình huống mà bên Vương Nhất vẫn phải rất đau đầu khi mà đang kém cây và thế công cũng chưa hẳn đã dứt điểm được đối thủ. Như vậy là danh thủ số 1 của Việt Nam đương thời là Lam Vương Công Tử đã 2 lần bỏ lỡ chiến cơ để có thể giành được ưu thế chiến trường trước ngoại tình này khách. Điều này là một điều rất dễ hiểu thôi, bởi vì đối mặt với một địch thủ mà lại một địch thủ cực mạnh và trước đó mình chưa từng thắng, rõ ràng sẽ bị áp lực tâm lý khá nặng nề và đường cờ nó cũng trở lên, nó cũng kém phần tinh diệu hơn. Và đây là một câu chuyện rất bình thường trong trận chiến đấu đỉnh cao. Người ngoài nhìn có thể rất rõ, hoặc chúng ta có thể quan sát trận địa trong một trạng thái tâm lý gọi là nhẹ nhàng, thanh thang thì nó sẽ dễ dàng hơn so với áp lực chung chung của các cao thủ đang đối đầu với nhau. Thực tế thì Lại Huynh đi lướt cờ xe 2 tấn 3 theo cảm giác là muốn tấn xe xuống cửu để có thể lợi dụng cơ hội bình vào lộ 4 đuổi pháo và giữ luôn trọng địa ở cánh phải, đồng thời sau này có thể có tác dụng để hỗ trợ tấn công bằng đòn đánh song long kẹp cửu. Tuy nhiên thì sau lức cờ này thì Vương Nhất đã túm được ngay sơ hở của Lại Huynh, lập tức phát động tấn công trước bằng nước đi rất nhanh, pháo 6, bình 5. Đây là thủ pháp liên mạch cho cái tư duy trước đó của Vương Thiên Nhất. Vương Nhất đã cố tình khí mã tranh tiên trong bối cảnh này. Lúc này đây thì bên đỏ buộc lòng bên đen phải đi lức cờ xe 2, bình 4 để giữ mặt. Và bên đen không còn cơ hội để có thể bình xe chém mã nữa, bởi vì nếu như đi lức cờ xe 8, bình 7 thì sẽ bị đối phương tướng 5 bình 4 ngự giá thân trinh giải sát hoàn sát, đang dọa lức cờ xe 4 tấn 3 chém xì đáy cục ngay
Đến đây thì buộc lòng bên đen phải xuất tướng hoặc là về pháo. Thì kể cả về pháo xuất tướng thì sớm muộn gì thì cũng sẽ nguy hiểm khi đối phương sẽ có cơ hội chiếu tướng, sau đó sẽ thăng xe trợ chiến, đan dọa lớp cờ xe 9 bình 6 tạo thế sát công ở cánh phải của bên đen, tức là lộ 4 của Lại Huynh. Như vậy các bạn thấy rằng là ăn mã đã chậm nhịp rồi, không thể đỡ được lớp cờ trùng xe của bên đỏ. Vì vậy là Lại Huynh đã buộc lòng phải đi lớp cờ đó là xe 2 bình 4 để giữ mặt. Và sau lớp cờ này thì bên đỏ ung dung ra đòn bằng thủ pháp tướng 5 bình 4 đang dọa sát, buộc đối phương phải tướng 5 bình 4 và bên đỏ lập tức xe 9 bình 8 mở mặt xe để hỗ trợ tấn công. Như vậy các bạn thấy rằng là ba lớp điều xe của Lại Huynh đã không có nhiều tác dụng lớn trong một trận hình cực kỳ là phức tạp và khó khăn. Và danh thủ Lại Huynh đã đưa đòn và kém tốc độ hơn so với đối thủ và bị Vương Nhất đã nắm được cơ hội thời cơ để xuất xe trợ chiến quá mạnh. Đến đây thì cán cân lực lượng đã hoàn toàn thuộc về Vương Nhất, kể cả bên đỏ có mất mã cánh phải nhưng quân lực của bên đen rời rạc chưa tạo thành thế sát công. Trong khi đó thì bên đỏ trung trung nguy hiểm đang tạo những thế dồn dập và hết sức là lợi hại trên chiến trường. Sau thủ pháp này thì Vương Thiên Nhất, Lại Huynh đã đánh giá hình cờ của mình đã sa sút hơn đối phương khá nhiều và tâm lý đã có phần trở nên hoang mang và lung túng, đường cờ cũng không còn sắc sảo và tự nhiên nữa. Anh ta đã lại lối tiếp bằng một thủ pháp cuối cùng, đó là một sai lầm chí mạng. Thủ pháp tiếp theo bên đen đó là tượng 5 tấn 3, hy vọng là ăn tốt trừ địa họa và đồng thời là dùng tượng cản chân mã, không cho đối phương có cơ hội để có thể tiến mã tới. Tuy nhiên nước cờ này là một nước cờ thất bại, một nước cờ thực sự là đã khiến cho Lại Huynh sụp đổ, không còn cơ hội để kháng cự, bởi vì sau thủ pháp này bên đỏ đã nhẹ nhàng thu mã về để trấn thủ và cắt đứt đường về của xe và đồng thời làm mất luôn sự liên lạc phòng ngự từ xa của chiến xe cánh phải của Lại Huynh. Và nước cờ tự 5 tấn 3 không giải quyết được vấn đề gì mà nó còn có một tác dụng gây hoại, đó là mở rộng trung lộ, làm cho tướng của bên đen không tài nào có thể vào những cung tướng ở lộ 5 như bình thường nữa. Và chỉ cần bên đen đi nước bên đỏ đi nước cờ thoái mã về là bên đen đã nhìn thấy chết mà không thể cứu được. Sau nước cờ này thì bên đen cố gắng đến cùng có thể về tượng nhưng cũng đã muộn rồi. Lẽ ra ở nước cờ trước đó bên Lại Huynh không nên đi nước cờ tượng 5 tấn 3 mà lên đi nước cờ xe 4 thoái 3 một cách kiên cường hơn thì còn có thể chống đỡ được trong khoảng tầm đôi 10 hiệp nữa. Cụ thể như sau, lúc đó bên đỏ có thể tấn xe lên để trùng xe dọa đấu, bên đen ăn mã trước, hai bên sẽ đấu xe nhưng bên đen vẫn có thể có những cái khả năng phòng ngự một cách rất là tinh tế và dẻo dai. Đến hình cờ này là hình cờ mà bên đỏ vẫn là đường công sáng hơn nhưng bên đen đang hơn quân và cũng chưa hẳn ở trạng thái éo le lắm. Như vậy là do tâm lý hoang mang và đã hai lần đánh mất được cơ hội lớn cho nên Lại Huynh đã rơi vào một trạng thái bị sức ép đè nặng và anh đã đi không được chính xác. Trở lại với thực chiến, sau lớp cờ tượng 5 tấn 3 của đối phương thì như tôi đã trình bày, Vương Nhất đã không hề ngán ngại, lập tức ung dung thủ pháp tiếp theo đó là mã 7 thoái 6, thoái mã về để cắt đứt đường về chi viện của bên đen. Đến đây thì bên đen đã toàn quân lâm nguy, dù rằng đang đứng trước viễn cảnh là có thể ăn mã được đối thủ. Bên đen buộc lòng phải tượng 3 thoái 5 để có thể trấn thủ trung lộ để tìm đường vào tướng. Nếu như bên đen mà cố tình xe 8 bình 7 đua đòn ăn mã của đối phương thì sẽ lập tức sẽ dính chiêu bình xe chiếu tướng, sau đó là thủ pháp ăn sĩ rồi nhấc xe 8 tấn 6 lên là tạo ra thế không thể đỡ được. Đây là hình thế tấn công vỗ mặt bằng nội lực, bằng những đường sát cực hay, hai xe một pháo, chưa kể là còn có khả năng ăn được chết mã biên của đối phương nữa. Hình này là hình đồ kiểu gì thì bên đen cũng sẽ chấp nhịp hơn so với cả bên đỏ. Đấy, vì vậy là Lại Huynh đã buộc phải đi lớp cờ thủ đến cùng, đó là tượng 3 thoái 5 và danh thủ Vương Nhất chỉ cần thăng xe trợ chiến đi lớp cờ xe 8 tấn 5 tấn xe điểm nguyệt đang dọa những lớp cờ tiếp theo hết sức là độc hiểm và tinh tế, khiến cho bên đen đã toàn quân phải đình trệ. Và sau một hồi suy nghĩ thì Lại Huynh đã buộc lòng phải ngậm ngùi ký giấy nhận thua và nhường đường cho Vương Nhất tiến vào vòng tiếp theo. Và đến đây thì đánh kiểu gì thì bên đen cũng thua. Bên đỏ đang phục sát công đó là xe 8 bình 6, đấy, cực kỳ là hung hiểm. Và đến đây giả sử như bên đen mà đỡ trước bằng đường cờ giật pháo về đáy thì bên đỏ sẽ lại xe 8 bình 6, sau đó là xe 4 bình 6 trùng xe một lộ tạo ra thế sát song xe cực hay, không gì có thể cứu được nước cờ xe trước tấn 3 đâm chiếu cục của bên đối thủ. Còn nếu như không về pháo mà về mã để tránh nước cờ vỗ mặt chiếu chẳng hạn,
thì đối phương vẫn sẽ đi đức cờ xe 8 bình 6 và vào tướng sẽ bị đức cờ xe 4 tấn 3 cũng cục ngay. Nói tóm lại là sau đức cờ thứ 24, khi vương nhất đi đức cờ xe 8 tấn 5 là một thủ pháp tấn công sát thủ hết sức là bài bản và kinh điển. Thì đến đây là do trận địa của bên đen đã là ở trạng thái nước xa không thể cứu được lần, cho nên buộc lòng Đại Huỳnh đã phải ký giấy nhận thua mà không có tài nào có thể đỡ được. Quân lực của hai bên vẫn còn rất đông đảo trên trận hình, nhưng đây là một cuộc so găng cực kỳ là hấp dẫn và thú vị, đầy tính nội lực cao và một cuộc đấu trí phải nói là giằng co phức tạp và rất là kinh điển trong cờ tướng hiện đại. Và kết quả cuối cùng, Đại Huỳnh đã không thể chiến thắng được Vương Nhất sau 3 lần giáp chiến. Và về sau thì Vương Nhất đã thẳng tiến đến danh hiệu quán quân của giải cờ tướng Hàn Tín Bôi lần 10 khi mà anh ta đã đánh bại Trình Minh rồi Tạ Tĩnh ở trận chung kết. Và chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự yêu mến, quan tâm, ủng hộ của quý khán giả. Và trong khi các bạn theo dõi chương trình mà bị vướng những dòng chữ do phụ đề, các bạn có thể tìm cách để tắt phụ đề là có thể xem một cách rất là thoải mái và vô tư. Và xin cảm ơn sự yêu mến, ủng hộ và quan tâm của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình video tiếp theo.